Chồng với con suốt ngày chỉ có chơi game Mồm thôi. mồm mồm. Ngủ thì ngủ, tôi đến 11, 12 giờ trưa mới dậy. Mới dậy phụ gọi cho con bé không chị. Xong rồi phơi quần áo mà ngồi thẳng thẳng. Tại ngủ nhiều quá, kêu nhức đầu thôi. Nhức đầu mẹ ngủ quá nhiều. Ăn uống vợ để mất về về thì làm đồ ăn cho ăn. Làm hấp cho con bà. Hấp Hai cho cái nha. mình. Thế hoạt đây ai là người mà nhắn ốc phụ tình thì chị tình chăm chú cô chơi game mà nhưng mà chị rồi Linh hoạt vậy có luôn. Sau khi vẫn nhờ phơi quần áo mà anh đi nhắm mắt để cho nó hồi nó định hình lại nó thấy là cái lực cái hồi sau khi chơi game quá nhiều mất cái tha lẽ hay là cái Hello, xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình.